Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho bạn xem. Thì bây giờ thì cũng chiều rồi các bạn. Thì bây giờ Linh sẽ đi làm mồi đặt chấm. Thì cái clip trước á, Linh đặt cũng khá là trúng lương luôn các bạn. Linh đặt 8 ống mà dính được cũng được 8 ống mà dính được 4 ống mà dính được 8 con luôn các bạn. Thì cũng khá là trúng luôn. Thì bây giờ Linh sẽ chia sẻ cái bài mồi đó có mà Linh đặt trúng cái lương đó cho tất cả các bạn cùng đi đặt nha. Thì Linh thì cũng đặt chấm cũng lâu lắm rồi các bạn. Nếu như các bạn có theo dõi Linh lâu thì Linh có một cái kênh Linh Gầm TV. Thì cái kênh bên đó là Linh đặt chấm lương nhiều lắm. Thì các bạn có thể qua bên kênh bên đó các bạn xem Linh đặt nha. Còn cái kênh mới Linh XP này thì Linh chỉ quay có một hai cái clip đặt chấm thôi các bạn. Thì kinh nghiệm không có nhiều thì cũng ít, mà cũng kinh nghiệm không có bằng những anh em đi trước. Thì Linh có sao thì Linh chia sẻ như vậy. Thì các bạn áp dụng bài mồi này các bạn đi đặt chấm nha. Thì các bạn ơi, ví dụ các bạn muốn đi đặt á, thì các bạn lựa cái con nước gông nha. Con nước gông các bạn đi đặt thì nó sẽ nhạy hơn cái con nước kém nha. Nước kém thì các bạn đặt thì nó sẽ không có nhạy bằng nha các bạn. Thì không lan man lòng vòng nữa, bây giờ Linh mời tất cả các bạn xem Linh làm cái bài mồi đặt chấm lương này nha. Thì ok các bạn ơi, thì Linh mới đi cuốc trùng về nè các bạn. Đây. Nào các bạn thấy trùng không? Trùng bự không luôn nè. Đó các bạn không? Cái đầu tiên là trùng nha các bạn. Còn cái thứ hai là cái ổ mối, các bạn thấy cái ổ mối bự chảng đúng không? Còn cái thứ ba là tỏi. Đây thì trước tiên thì các bạn coi Linh làm trùng trước nha. Ok, bỏ cái thao trùng qua bên đi các bạn. Tới cái ổ mối nha. Mối bự quá các bạn, ổ mối này trước cửa nhà mình. Ôi ôi các bạn thấy mối ghê không? Quá trời mối luôn các bạn ơi. Ổ mối này Linh đặt thôi chắc có tuần lễ luôn các bạn. Với lại các bạn trồng với mối các bạn đừng có bỏ mối nhiều quá nha. Nhiều quá thì mình đặt không có hiệu quả, các bạn chỉ cần bỏ ít mối thôi. Ít mối thôi chứ các bạn bỏ nhiều là tại có lần Linh cũng đặt mối nhiều các bạn. Cái nó bị nghẹt ống các bạn ơi. Nó không có nhạy bằng cái ít mối. Chịu ra cái gác bỏ ra. Thôi xong rồi giờ các bạn bầm nha, bầm cái mối ra nhỏ 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 nhỏ. Nhiều trùng đó thì chắc Linh đặt chừng 20 ống rồi các bạn ơi, không có đặt nhiều. Thì không có trùng nhiều các bạn. Các bạn bầm càng nhuyễn càng tốt nha. Thì để bỏ cái này vô trước đi rồi bầm thêm miếng nữa. Sau các bạn thấy một cái làm đơn giản lắm các bạn, bỏ vô bầm thêm miếng nữa các bạn. Ở trong này khá là ngon các bạn. Cái mối gì không có ngon bằng ở trong lòng.
làm cho nhuyễn nha, càng nhuyễn càng tốt nha. Mưa xuống mà trùng ở đây nhiều người cào quá các bạn, nên Linh đi kiếm không có được trùng nhiều nên ít khi nào mà đặt hết mấy tấm đó. Định hết tuần trước cũng có chừng 30 ống rồi các bạn ơi. Bầm nhuyễn rồi bỏ vô, hút mấy con mối ngoài nữa các bạn, đổ ra ngoài quá trời. Đó, bóp cho nhuyễn à. Đó, bỏ rồi các bạn, bỏ mối vô nha. Rồi xong, tiếp tục tới hai tép tỏi các bạn, thì 20 ống. Thì các bạn lấy hai tép tỏi nha. Vô cho nó thơm đó các bạn. Tỏi thì chứ nó tanh dữ lắm. Rồi các bạn bầm nhuyễn luôn. Rồi bỏ vô các bạn ơi. Về hả nội? Ổn vậy hả? Dạ. Ok, thì sau khi bỏ tỏi vô rồi các bạn trộn lên nha. Trộn lên nha các bạn. Trộn đều trùng với mối với lại tỏi luôn. Đó, cái mồi lên đặt thì khá là đơn giản. Ôi, thấy trùng nhiều nè, trùng nhiều mới im nè. Quá, cái này trùng còn nhiều các bạn ơi, để lên bầm thêm một miếng mối nữa. Mối ở trong nó cứng ghê các bạn ơi. Rồi nhiêu đây nó chắc được rồi đó. Bỏ vô luôn. Bỏ vô hết. Hốt ngoài giục vô luôn. Rồi các bạn trộn đều lên nha. Như đây chắc được chắc cũng cỡ chục mười mấy ống rồi bạn ơi, chắc cỡ 15 ống rồi. Đó các bạn nhớ trộn cho nó đều lên nha. Này con trùng cơm nữa, bự chán luôn. Ok, thì các bạn ơi, sau khi trộn đều trùng với mối đất đó các bạn, với lại tỏi rồi, các bạn sẽ bỏ mồi vô ống nha các bạn. Đứng đây ta. Cái nắp bít này cứng ghê các bạn. Đây, một ống các bạn chỉ cần bỏ vô một miếng thôi nha. Các bạn đừng bỏ nhiều quá hao mồi. Bỏ nhiều quá phí mồi lắm các bạn. Các bạn chỉ cần bỏ một bụp như vậy thôi, không miếng nữa đi. Đó, một ống các bạn chỉ cần bỏ một miếng như vậy nha. Đó, bỏ vô thôi. Xong rồi cái chút xuống rồi cứ thế mà tiếp cái ống khác các bạn. Một ống chỉ cần bỏ một miếng thôi nha, đừng có bỏ nhiều nha các bạn. Mồi bé như vậy mà bỏ nhiều quá thì phí mồi lắm các bạn ơi. Mới trùng mới mối khá là đơn giản luôn không các bạn. Rồi, cứ
cứ tiếp. Rồi cái này nó bít nó mất tiêu rồi. Để hồi kiếm sao các bạn. Cho bỏ vô tiếp nha. Bỏ nhín mọc các bạn. Rồi ok thì các bạn cứ thế mà các bạn Linh, và bây giờ thì Linh sẽ ốp máy ở đây, thì đặng Linh bỏ mồi vô, đặng Linh đi đặt để hồi trễ các bạn ơi. Thì Linh kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn thấy clip hướng dẫn mồi đặt chấm của Linh hay, các bạn nhớ cho Linh một like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Linh HB nha.